Khi nào thì chúng ta sẽ thành Phật, tùy thuộc vào cách chúng ta siêng năng canh tác tưới tẩm các hạt giống một khi nó đã được gieo vào lòng đất rồi. Cũng như người nông dân, chúng ta phải tưới nước, nhổ cỏ dại, xới đất cho tơi xốp để hạt giống có thể nảy mầm. Thế nào gọi là nhổ cỏ dại? Cỏ dại có nghĩa là vào mọi lúc ta phải đề phòng sự phát triển rất vi tế của tạp niệm và trừ bỏ những vọng tưởng ấy đi. Hàng ngày ta phải nỗ lực công phu theo cách này như người nông dân chăm sóc và tưới tẩm ruộng vườn của họ. Tưới nước và nhổ cỏ dại hàng ngày, hạt giống kim cương mà quý vị đã gieo vào lòng đất sẽ nảy chồi bồ đề, dần dần chồi non bồ đề ấy sẽ lớn thành cây bồ đề, rồi nó sẽ kết thành quả bồ đề, nhưng quý vị phải chăm sóc bảo vệ chồi non bồ đề ấy. Nếu quý vị sao lãng việc tưới nước và vun xới cho nó thì nó sẽ tản lụi đi. Tưới nước nghĩa là gì? Nếu quý vị học Phật Pháp hàng ngày, có nghĩa là quý vị đang tưới cho mầm bồ đề bằng nước của Pháp. Đúng lúc quả kim cang sẽ chín mùi. Nếu quý vị không tiếp tục chăm sóc hạt giống kim cang sau kỳ Pháp hội này, thì không dễ gì hạt kim cang sẽ nảy chồi. Quý vị phải chăm sóc hạt giống thật chu đáo. Đừng nên theo thói quen thích làm những việc mình ưa thích. Hãy tuân thủ theo giới luật và cư xử cho hòa hợp. Đừng bừa bãi khinh suất trong khi hành xử. Nếu quý vị giữ đúng giới luật, nghĩa là quý vị hòa hợp với Phật Pháp. Nếu không tuân thủ giới luật thì chưa hiểu Phật Pháp. Quý vị nhất định phải nên tuân thủ theo giới luật. Đừng quá phóng túng và không tự kiềm chế mình được. Đây là điều tôi hy vọng ở quý vị. Trong Pháp hội giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm vào mùa hạ này nhất định sẽ giống như trong trường hợp nhất lịch nhĩ căn, vĩnh vi đạo tràng, nghĩa là ngay khi nghe được ý chỉ của kinh này rồi, vĩnh viễn nơi tâm thức của quý vị đã là đạo tràng, là mảnh đất tâm đã được gieo hạt giống bồ đề. Kinh văn: Như thị tuần hoàn, cùng tận thất tế, hiện tiền tiêu diệt, diệt dĩ vô phục, do thử kế độ, tử hậu đoạn diệt, đoạn lạc ngoại đạo, hoặc bồ đề tánh, thị tắc danh vi, đệ cửu ngoại đạo, lập ngũ ấm chung, tử hậu đoạn diệt, tâm điên đảo luận. Việt dịch xoay vần như thế, cùng tột đến 7 quan niệm chấp trước hiện tiền là tiêu diệt, đã diệt rồi thì không hồi phục lại nữa. Do chấp sau khi chết là đoạn diệt như thế nên rơi vào ngoại đạo lầm mất tánh bồ đề. Đây là ngoại đạo thứ 9, lập nên những thứ luận điên đảo chấp trong ngũ ấm sau khi chết là đoạn diệt hẳn. Giảng: xoay vần như thế, cùng tột đến 7 quan niệm chấp trước hiện tiền là tiêu diệt, đã diệt rồi thì không hồi phục lại nữa. Vì những kế chấp đoạn diệt sau khi chết, hành giả vẫn duy trì tư tưởng cho rằng sau khi chết chẳng còn bất cứ thứ gì tồn tại, mọi vật đều tiêu diệt, nên rơi vào ngoại đạo lầm mất tánh bồ đề. Hành giả sẽ rơi vào ngoại đạo mê mờ tánh bồ đề, mê mờ về tánh giác ngộ chân chánh. Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ 9, lập nên những thứ luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm sau khi chết là đoạn diệt hẳn. Cho rằng sau khi chết trong phạm vi ngũ ấm là đoạn diệt hẳn với tâm mê muội, hành giả nghĩ rằng sự đoạn diệt sau khi chết là ở trong phạm vi của sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm và hành ấm.